Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ tư, ngày 27 tháng 3, chương trình Thời sự tối nay có những nội dung chính sau. Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tiêu cực quý 1, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2024. Tỉnh Thái Bình tổ chức thành công chương trình diễn đàn kết nối đầu tư kinh doanh Thái Bình Hanover, Cộng hòa Liên bang Đức. Sáng nay, 10.000 con cá giống đã được thả trên sông Trà Lý, góp phần khôi phục, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tiêu cực quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2024. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh dự hội nghị. Trong quý 1, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quân sự quốc phòng biên giới biển được giữ vững. Việc tuyên truyền quán triệt triển khai các văn bản của Trung ương của tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực được thực hiện thường xuyên. Các ngành trong khối nội chính, các địa phương đơn vị đã tích cực chủ động, phối hợp thực hiện tốt công tác dự báo, nắm tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền lãnh đạo chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, tập trung xác minh giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, điều tra truy tố xét xử nghiêm minh các vụ án. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được và nhấn mạnh những vấn đề còn tiềm ẩn cần phải được lường đón để kịp thời có giải pháp xử lý từ sớm từ xa, tăng cường sự phối hợp giữa các ngành khối nội chính trong giải quyết các vụ việc, xử lý nghiêm và công khai kết quả để người dân biết, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong tất cả các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm dễ nảy sinh tiêu cực. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh khái quát lại những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt là những kết quả trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh thời gian qua. Đồng chí chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vụ việc phức tạp, vấn đề mới nảy sinh cần phải có các giải pháp, biện pháp giải quyết kịp thời. Đồng chí đề nghị phải tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Chúng ta phải làm tốt cái việc đấu tranh và phòng ngừa tự thân, nâng cao năng lực của các tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị và nhất là chú trọng đến công tác cải cách hành chính và nâng cao năng lực trách nhiệm của các cơ quan, các cấp chính quyền. Nói ngắn gọn ý một là như vậy. Ý thứ hai nữa là tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến đến tất cả các đối tượng để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm, nhất là ý thức phòng ngừa trên tất cả các lĩnh vực. Đối với đội ngũ cán bộ, công chức và trong hệ thống chính trị thì trước hết là phòng chống cái nguy cơ xảy ra việc làm trái pháp luật, rồi nguy cơ tham nhũng và nhận thức sai về yêu cầu nhiệm vụ để dẫn đến là thực hiện sai yêu cầu nhiệm vụ. Thế đối với các tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp ấy, thì để tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành tuân thủ pháp luật trong tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Đối với người dân thì càng phải tuyên truyền phổ biến để hiểu nắm chắc các quy định pháp luật để qua đó tránh cái vi phạm. Mà trong đó từng đối tượng cụ thể phải có tuyên truyền chuyên biệt. Và nhất là những đối tượng mà có những nguy cơ xảy ra sai phạm vi phạm tồn tại hạn chế. Đồng chí đề nghị phải chủ động đi trước, làm tốt công tác dự báo, giải quyết rốt ráo các vấn đề ngay từ khi mới phát sinh, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và xử lý một cách nghiêm minh các vi phạm. Tiếp tục làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong xử lý các vụ việc. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, chủ động giải quyết từ sớm từ xa các vụ việc ngay từ cơ sở. Chiều nay, đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo cho ý kiến về tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và kết quả theo dõi chỉ đạo giải quyết 3 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi chỉ đạo. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo dự cuộc họp. Trong thời gian từ sau phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo tỉnh đến nay,
tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ vững ổn định. Các cấp các ngành tích cực triển khai các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Các cơ quan đơn vị có liên quan chủ động chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác, bảo đảm đúng tiến độ. Các ngành tố tụng tích cực điều tra xử lý vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng tiêu cực. Tuy vậy, một số vấn đề nổi lên thuộc lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính, tài sản công tiềm ẩn vấn đề phức tạp. Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh thống nhất tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành và các kết luận chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, xây dựng ý thức tự giác, gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm, không tham nhũng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng tiêu cực, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng. Cũng tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt triển khai một số quy định mới của Trung ương và tập huấn nghiệp vụ về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2024. Dự thảo kế hoạch thực hiện quy định số 131 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra kiểm toán. Dự thảo kế hoạch thực hiện quy định số 132 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại châu Âu của đoàn công tác tỉnh Thái Bình do đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, tỉnh Thái Bình tổ chức thành công chương trình diễn đàn kết nối đầu tư kinh doanh Thái Bình Hanover, Cộng hòa Liên bang Đức. Tham dự diễn đàn có ông Hermann, thị trưởng thành phố Hanover, lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức và nhiều tổ chức doanh nghiệp của Hanover. Về phía tỉnh Thái Bình có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ và hợp tác của cơ quan xúc tiến thương mại Hanover Impulse và Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã hỗ trợ tỉnh Thái Bình tổ chức chương trình diễn đàn kết nối đầu tư kinh doanh Thái Bình Hanover. Đồng chí khẳng định, diễn đàn là cơ hội trực tiếp để đoàn giới thiệu về Việt Nam, về tỉnh Thái Bình và cơ hội để doanh nghiệp hai bên kết nối trao đổi về cơ hội hợp tác, đầu tư phát triển trong thời gian tới. Đồng chí cũng giới thiệu khái quát về tỉnh Thái Bình, các cơ chế chính sách trong thu hút đầu tư. Đồng chí cũng thông tin lại, ngày 28 tháng 6 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức tại Việt Nam tổ chức hội thảo hợp tác đầu tư và phát triển Thái Bình, Cộng hòa Liên bang Đức. Thái Bình được nhiều tập đoàn doanh nghiệp Đức đánh giá cao về những tiềm năng hợp tác. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng khẳng định, tỉnh Thái Bình với khát vọng mạnh mẽ phát triển kinh tế xã hội, do đó rất quan tâm đến việc thu hút đầu tư và luôn chào đón các nhà đầu tư trên toàn thế giới, đặc biệt là các nhà đầu tư tại Cộng hòa Liên bang Đức đến nghiên cứu, tìm hiểu và đầu tư tại Thái Bình. Trước đó, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình đã đến thăm và làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Hanover, Cộng hòa Liên bang Đức. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình giới thiệu một vài nét về tỉnh Thái Bình, về các tiềm năng của tỉnh cũng như các đề xuất hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Hanover. Đồng chí cũng khẳng định tỉnh Thái Bình mong muốn có sự hợp tác toàn diện với Phòng Thương mại và Công nghiệp Hanover để hỗ trợ triển khai các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới. Với những tiềm năng lợi thế và khả năng phát triển, tỉnh Thái Bình rất mong muốn được tiếp đón các nhà đầu tư, các doanh nghiệp Đức đến nghiên cứu tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Thái Bình và mong muốn Phòng Thương mại và Công nghiệp Hanover là kênh kết nối giúp tỉnh xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư Cộng hòa Liên bang Đức vào hoạt động trong thời gian tới. Thái Bình cam kết đồng hành tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Cộng hòa Liên bang Đức hợp tác đầu tư sản xuất kinh doanh hiệu quả cùng phát triển. Cũng tại buổi làm việc, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp đã trao đổi giới thiệu và đề xuất những mong muốn hợp tác giữa các bên. Các tin tiếp theo sẽ có trong chương trình. Nhiều người chủ quan cho rằng thủy đậu là bệnh lành tính, khiến bệnh bị biến chứng nặng, có trường hợp tử vong. Giáo viên mầm non kỳ vọng sớm đưa nghề giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhọc độc hại. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam,
sáng nay Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức phát động thả giống thủy sản ra các vùng nước tự nhiên nhằm khôi phục, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự buổi lễ. Thả giống thủy sản ra các vùng nước tự nhiên là hoạt động được ngành nông nghiệp tổ chức hàng năm. Trong 5 năm qua, đã tổ chức thả trên 8 triệu con giống thủy sản ra các vùng nước tự nhiên. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện vai trò, trách nhiệm của toàn dân quan tâm chung tay giữ gìn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam, các đại biểu đã thả 10.000 con cá giống nước ngọt truyền thống, có khả năng sinh trưởng mạnh trong tự nhiên như cá chấm, trôi, chép xuống sông Trà Lý. Thông qua hoạt động này, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia các hoạt động thả cá giống, phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần phát triển nguồn lợi thủy sản, tạo sinh kế, nâng cao đời sống cho người dân làm nghề khai thác thủy sản. Để cùng với cả nước chung tay gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu về việc thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU, huyện Tiền Hải đã triển khai nhiều giải pháp để khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý phương tiện khai thác hải sản trên địa bàn. Huyện Tiền Hải có 251 phương tiện tàu thuyền khai thác hải sản có chiều dài từ 6 mét trở lên. Đến nay 100% tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, sơn cabin và kẻ biển số theo quy định. Tuy nhiên qua kiểm tra thực tế công tác chống khai thác IUU tại xã Nam Thịnh, cảng cá Cửa Lân cho thấy vẫn còn một số tồn tại. Đó là việc kiểm soát nhật ký khai thác phục vụ truy xuất nguồn gốc thủy sản chưa đầy đủ. Vẫn còn tình trạng tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trên biển. Vì vậy trong thời gian tới, huyện Tiền Hải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các quy định pháp luật về chống khai thác IUU, phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh kiên quyết không cho xuất nhập cảng đối với các tàu cá không đủ điều kiện thủ tục theo quy định vi phạm khai thác IUU. Thưa quý vị và các bạn, trong quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nông nghiệp vẫn được xác định là trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Trên cơ sở lợi thế về đất đai khí hậu, các địa phương trong tỉnh quy hoạch vùng sản xuất các loại cây trồng vật nuôi, từ đó hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn gắn với liên kết tiêu thụ, hướng đến một nền công nghiệp hàng hóa phát triển toàn diện theo hướng hiện đại và bền vững. Đây là một trong 7 vùng sản xuất lúa của xã Bình Định, huyện Kiến Sương. Trên diện tích này đã thực hiện việc xóa bỏ bờ ngăn ruộng giữa các hộ gia đình, tạo thành các ô thửa lớn, thuận lợi cho việc đưa máy móc vào sản xuất. Quy gọn vùng chính là điều kiện thuận lợi để địa phương này liên kết sản xuất hiệu quả với các công ty, qua đó nâng cao thu nhập cho nông dân. Trước kia thì là chưa quy hoạch thì chúng tôi mỗi nhà một thứ giống, rồi bám theo tự do, nhưng từ ngày quy hoạch là chúng tôi đã đồng thuận là cấy một thứ giống, chăm bón theo quy trình cho nên giảm chi phí này, giảm ngày công lao động này, năng suất lên thì giá cả ổn định thì bà con rất là phấn khởi. Trong 7 vùng sản xuất của chúng tôi thì hiện nay là chúng tôi đã tổ chức ký kết hiệp đồng với tập đoàn Thái Bình Seed là 202 hectare. Trong đó các diện tích này đã được quy gọn vùng và diện tích mà sản lượng mà bao tiêu thì mỗi một năm là từ 1.100 đến 1.200 tấn. Năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. Trong đó xác định 3 nhiệm vụ chính trong cơ cấu lại ngành, đó là theo nhóm sản phẩm, theo từng lĩnh vực và sản xuất theo vùng. Tận dụng lợi thế về khí hậu, đất đai, kinh nghiệm sản xuất, những năm qua, Thái Bình đã chủ động trong công tác quy hoạch sản xuất nông nghiệp, bố trí cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo vùng tập trung, từ đó hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, nâng cao hiệu quả kinh tế, từng bước thay đổi tư duy nhỏ lẻ sang phương thức sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Quy được vùng sản xuất thì đương nhiên câu điều tiết tưới tiêu nó thuận lợi. Quy được vùng sản xuất thì đương nhiên nó thực hiện nghiêm được cái việc mà xây dựng cái hạ tầng đồng ruộng nó đồng bộ. Đối với cây lúa thì xây dựng như thế nào, đối với cây màu là xây dựng như thế nào để đáp ứng được cái nhu cầu tưới tiêu và vận chuyển nông sản, nó đáp ứng với cái việc sản xuất nông nghiệp là hàng hóa theo cái xu hướng hiện đại. Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 xác định nông nghiệp vẫn là trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh. Bám sát vào quy hoạch tỉnh, ngành nông nghiệp cũng như các địa phương có phương án điều chỉnh quy hoạch vùng phù hợp nhằm khai thác tối đa lợi thế, tiềm năng của từng vùng và từng địa phương. Từ khi thực hiện quy hoạch tỉnh thì chúng tôi đã rà soát lại cái quy hoạch vùng của huyện. Trong đó thì cái vùng mà trong nội đồng này không nằm trong khu kinh tế mà được quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp lâu dài thì chúng tôi sẽ tập trung
chỉ đạo theo chiều sâu để mở rộng tích tụ ruộng đất, xây dựng các cái cánh đồng mẫu lớn, chuyển sang sản xuất theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao để có những cái sản phẩm mà đủ sức và cạnh tranh trên thị trường. Việc quy hoạch vùng sản xuất giúp nông dân xây dựng được những mô hình tập trung, ứng dụng công nghệ cao gắn với lợi thế từng địa phương, nhu cầu thị trường. Đây cũng là giải pháp phát triển bền vững, tránh tình trạng được mùa mất giá. Chuyển sang các tin trong lĩnh vực dịch bệnh và y tế. Sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người. Từ đầu năm đến nay, cả nước có 6 ổ dịch cúm gia cầm AH5N1 xảy ra tại 6 tỉnh. Hầu hết ổ dịch cúm gia cầm xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa được tiêm phòng vaccine cúm gia cầm. Trong thời gian tới, nguy cơ dịch bệnh cúm gia cầm lây lan và xảy ra trên phạm vi rộng là rất cao. Đối với bệnh dại, từ đầu năm đến nay, cả nước đã có 27 ca tử vong trên người do bệnh dại ở 15 tỉnh, thành phố. Với diễn biến phức tạp từ dịch bệnh, các biện pháp được đại biểu nêu là tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng và nguy cơ tác hại của dịch bệnh và các biện pháp phòng chống. Thành lập các đoàn kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh động vật, đặc biệt là dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người. Thưa quý vị và các bạn, bệnh thủy đậu đang vào mùa. Nhiều người dân có tâm lý cho rằng đây là bệnh lành tính nên dẫn đến chủ quan trong việc phòng và điều trị bệnh. Và điều này thường gây ra những biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng tới tính mạng. Trên thực tế đã ghi nhận những trường hợp tử vong do biến chứng của bệnh thủy đậu. Ngày 18 tháng 3, tại trường mầm non Trần Thái Tông, xã Tiên Đức, huyện Hưng Hà, ghi nhận một ca mắc thủy đậu. 5 ngày sau, lại phát hiện thêm 17 ca bệnh nữa. Điều đáng nói, 17 ca đều tập trung tại một lớp học. 8 nhóm lớp. Thì riêng có 2 nhóm lớp bị, thì có một lớp 5 tuổi A1 bị và có một cháu ở lớp 3 A1 là cùng với là em của cái anh học ở lớp 5 A1. Một cháu đầu tiên là bị từ 18 nhưng mà vì là gia đình cũng không biết nó là thủy đậu, thế nên là khi mà các cháu đến sốt hạ một ngày thì các cháu khỏi hành sốt, cái này gia đình vẫn cho cháu đi học, các cô giáo cũng chưa phát hiện ra. Thế mà đến khi mà cháu nó nở hết ra mặt rồi, nưng ra người rồi thì các cô giáo mới phát hiện ra mới cho cháu ở nhà. Đến ngày thứ 3 thì cái cháu nó đã lây sang đến 18 cháu rồi. Bệnh thủy đậu có khả năng lây lan cao, lên đến 90% đối với người chưa từng mắc hoặc chưa từng tiêm vaccine. Đặc biệt hiện nay, các ca bệnh thủy đậu có diễn biến khá phức tạp, trong đó người lớn khi mắc thủy đậu thường có biến chứng nặng hơn vì có bệnh nền và khi phát hiện thường muộn hơn hoặc chẩn đoán nhầm so với các bệnh khác. Đáng lưu ý, một số người chủ quan cho rằng chỉ trẻ nhỏ mới mắc thủy đậu nên khi bệnh biến chứng mới đến bệnh viện. Vì chủ quan nên đã có trường hợp tử vong. Gần đây nhất là trường hợp tại Yên Bái, tử vong với chẩn đoán thủy đậu viêm phổi nặng suy gan cấp. Thì chúng tôi đã triển khai cho các cái trạm y tế phối hợp với các cái nhà trường, trường mầm non, trường tiểu học và các trường trung học cơ sở thường xuyên giám sát và tuyên truyền cho các cái hộ gia đình, tận hộ và các cháu học sinh là phải làm công tác vệ sinh cá nhân, cái là vệ sinh môi trường, và cái thứ hai nữa là nếu như có cái dấu hiệu về bệnh truyền nhiễm thì phải đến cơ sở y tế được thăm khám và được điều trị kịp thời. Với diễn tiến nguy hiểm từ bệnh thủy đậu, người dân không nên chủ quan và nghĩ bệnh thủy đậu chỉ mắc ở trẻ em, bị vài ngày rồi khỏi. Hiện tại đã có biện pháp chủ động để phòng ngừa bệnh thủy đậu, đó là chủ ngừa bằng vaccine. Vì vậy, người dân cần chú ý tiêm phòng thủy đậu theo khuyến cáo, đặc biệt nhóm người có nguy cơ cao. Đối với trường hợp thủy đậu biến chứng, cần phải tới cơ sở y tế để được điều trị kịp thời, để tránh biến chứng nguy hiểm. Thưa quý vị và các bạn, giáo viên mầm non là nghề vất vả. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xem xét đưa giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhọc độc hại. Thông tin này khiến giáo viên mầm non rất phấn khởi, đồng thời mong muốn chủ trương này sớm được thông qua. Cô giáo Thủy làm giáo viên mầm non đến nay đã 24 năm. Trong quãng thời gian ấy, hàng ngày cô phải đảm nhận công việc với nhiều áp lực. Phải chăm từ 15 đến 20 cháu với thời gian từ 6 giờ 30 sáng đến 17 giờ chiều và thậm chí là lâu hơn. Mặc dù đã được các cấp mà quan tâm, nhưng mà với cái mức lương hiện tại thì là chưa xứng với cái thời gian và công sức mà chúng tôi đang làm, cũng như là đáp ứng được cái nhu cầu tối thiểu của cuộc sống. Chính vì vậy mà rất mong các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước
quan tâm hơn nữa đến giáo viên mầm non chúng tôi. Mong mỏi của cô giáo Thủy cùng rất nhiều giáo viên khác đã được các cấp quản lý lắng nghe và chia sẻ. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xem xét đưa giáo viên mầm non là ngành nghề nặng nhọc độc hại. Nếu được thông qua, giáo viên mầm non sẽ được hưởng những quyền lợi như được nghỉ phép hàng năm 14 ngày hưởng nguyên lương, được nghỉ hưởng chế độ ốm đau với số ngày 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm, 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 đến dưới 30 năm, 70 ngày nếu đã đóng đủ từ 30 năm trở lên, tăng 10 ngày so với điều kiện bình thường, và đặc biệt là có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường tại thời điểm nghỉ hưu. Đưa cái giáo viên mầm non được vào trong cái nhóm nghề độc hại thì rất là cần thiết, bởi vì có như thế thì giáo viên mới yên tâm công tác và làm tốt được cái trách nhiệm của mình trong công việc. Chúng tôi cũng hy vọng là nhà nước cũng sẽ sớm đưa cái nội dung này vào để áp dụng đối với giáo viên mầm non ạ. Giáo viên bậc mầm non có những đặc thù riêng vất vả hơn so với các bậc học khác. Đề xuất xếp giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhọc có những chính sách cụ thể thiết thực sẽ là nguồn động viên động lực cho nhà giáo yên tâm gắn bó với nghề. Đến đây chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go, VTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.